Hello, xin chào cả nhà, mình là Văn Bãi Vlog. Nay ngày mới, Văn Bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Giờ hôm nay Văn Bãi sẽ quay cái món bò kho cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Đây là cái rổ thịt bò mà mình mua hồi sáng nha cả nhà. Mình thích ăn gan hơn thịt cả nhà, và xem Văn Bãi và ướp nha cả nhà. Mình cũng không biết nấu nướng được không, mong cả nhà thông cảm cho Văn Bãi nha cả nhà. Thấy xả mình chặt cái khúc có sơ sót và cả nhà mà xem mà bỏ qua cho Văn Bãi nha cả nhà. Cái này mình mua đồ ướp sẵn ở ngoài chợ đó. Người ta bắt trộn lên nha cả nhà. Cho bột nêm vô cả nhà ơi, hai muỗng đường vô nha cả nhà, cho miếng muối vô cả nhà, rồi trộn đều lên cả nhà nha. Rồi giờ mình ướp thịt bò được 1 tiếng đồng hồ, bây giờ bắt đầu mình nấu nha cả nhà. Cho dầu vô, cho tỏi vô cả nhà. Bốc mùi lên thơm quá cả nhà ơi. Giờ mình chậm cho nó săn thịt trở lên rồi cái mình đổ nước dừa vô nha cả nhà. Bây giờ nó thịt nó săn rồi cả nhà ơi. Giờ mình nãy mình đổ nước dừa vô, nước dừa này nó ít quá cả nhà ơi, hả thiếu cái mình chăm nước thêm cho nó ngập thịt. Rồi mình thêm nước vô cho nó ngập thịt, cái bắt đầu mình đi sắc củ hành. Dùng cả nhà, giờ mình nêm lại coi vừa ăn không nha cả nhà. Quá ngon luôn cả nhà ơi, củ hành vô nha cả nhà. Rồi giờ bắt đầu mình múc ra tổng nha cả nhà. Quá nóng luôn cả nhà ơi. Quá nóng vậy mà. Và bắt đầu giờ mình thêm ngò rí lên trên cho nó đẹp nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với lại Văn Bãi nha cả nhà. Giờ mình thử một miếng coi như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà. Thử miếng coi. Nóng quá cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà ơi. Cắm cái ớt đó nha cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Để có bánh mì mình chấm nữa nha cả nhà. Mời cả nhà. Thập vô cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mềm cả nhà ơi.
Thịt nó mềm nó thơm, để mình ướp nó cả tiếng đồng hồ nó thấm rồi cả nhà, rất là thơm. Cắn nước ớt nữa cho đã cả nhà ơi, quá ngon. Đến tiếp tải thấu mà hậu cả nhà ơi, thấu mà hậu ơi, ớt cay quá cả nhà ơi. Bánh mì vô ở cái nhà ở cái nhà. Quá ngon cả nhà ơi, chạm luôn luôn. Ngon còn bốc mùi cái ông mèo đó tới ngồi kế bên này cả nhà. Lực quá cả nhà ơi, quá ớt nó cay rẻ mặt cả nhà. Thử cộng rau cả nhà, rau ngồi trí nó thơm quá cả nhà ơi. Mà cả nhà ăn miếng nữa nha cả nhà, răng cũng mềm nữa cả nhà, mời cả nhà vô cho hết thuốc ớt luôn cả nhà ơi, cho bung mồ hôi luôn. Đến cục cái này thật nữa cả nhà ơi, thật mềm nó thấm gia vị nhưng nó thơm cả nhà, thật nó rất là mềm. Gắp miếng bún vô cả nhà. Mời cả nhà nha. Thêm cọng một rí vô cả nhà ơi. Cắn miếng ớt nữa cho đã cả nhà. Quá phê.
bò ngon quá cả nhà. Đâu rồi cả nhà ơi? Bún cả nhà. Cho vô miếng ganh nữa cả nhà. Mời cả nhà nha. Miếng củ hành cả nhà. Bánh mì nữa cả nhà. Quá ngon quá. Ngon cả nhà ơi. Video mình tới đây xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy có hay cho Văn Bãi xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha cả nhà, để Văn Bãi có động lực làm những video tiếp theo hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Xin chào.